Trường Giang Nhã Vương xuất hiện sau scandal. Do đã ký hợp đồng từ nhiều tháng trước cho nên Nhã Vương và Trường Giang đã cùng xuất hiện trong một sự kiện diễn ra vào chiều tối 25 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý của khán giả và giữa tầm báo scandal. Trường Giang đã về nước sau 3 tuần lưu diễn tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện sau sự kiện khi bị nam em và Quế Vân chia sẻ những bí mật rúng động showbiz. Phía nam danh hài chưa có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vụ việc và giữ im lặng chờ mọi chuyện lắng xuống như cách mà anh luôn đối mặt với scandal lâu nay. Điều đáng chú ý là ngay giữa tầm báo, Trường Giang vẫn làm việc bình thường, anh lên diễn hài cùng Nam Thư, Lê Giang. Trong khi Nhã Vương vẫn thấy vỗ tay ủng hộ màn trình diễn của bạn trai như chưa hề chịu ảnh hưởng bởi scandal tình ái ồn ào suốt tuần qua. Cách đây một ngày, Trường Giang cũng đã lộ diện trước công chúng trong học trường một show truyền hình với hình ảnh mệt mỏi kém tươi tắn. Cùng ngày thì fan của nam em đăng tải bức hình cô nằm trên giường bệnh với thần sắc xanh xao tiều tụy. Theo một nguồn tin thì Nhã Phương có mặt sớm tại sự kiện trong khi mười khó đến sát chương trình và không chụp ảnh chung với người yêu. Kể từ khi quen nhau thì cả hai đều rất nhiều lần bị đồn chia tay trước mọi sự cố xảy ra nhưng đều không lên tiếng. Nhiều fan chờ đợi phản ứng dứt khoát của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Quế Vân tiết lộ lý do gây sốc khiến cho Trường Giang chia tay nam em. Những chia sẻ của Quế Vân về 30 ngày yêu của nam em và Trường Giang một lần nữa làm dậy sóng dư luận về chuyện tình tay ba xuất hiện khắp các mặt báo vài ngày gần đây. Kể uịch tẹt về mối tình chớp nhoáng của Trường Giang và tự nhận mình là người thứ ba chen giữa mối quan hệ của nam diễn viên hài và Nhã Phương, nam em đã tự biến mình thành một trong những mỹ nhân thị phi nhất showbiz Việt những ngày qua. Theo lời trường thuật thẳng như rụt ngựa của top 8 Hoa hậu trái đất 2017, cô và tài tử siêu sao siêu ngố đã có 30 ngày yêu đương nồng nhiệt, nhưng cũng không kém phần cay đắng. Nếu danh hài Mười Khó và Nhã Phương một mực giữ im lặng, thì nữ ca sĩ phải nhập viện truyền nước biển vì áp lực của dư luận. Sự chú ý hiện tại đổ về Quế Vân, tình cũ bí mật của Trường Giang cách đây 2 năm, khi cô liên tục lên tiếng để giải đáp thắc mắc giúp cho người hâm mộ. Không được trong sáng như lời chia sẻ của nam em, dưới lời kể của Quế Vân thì chuyện tình của Hoa Khôi và Trường Giang chứa đầy tình tiết 18 cộng. Cô khẳng định nam em vẫn còn trinh trắng và điều khiến Trường Giang chia tay nam em là vì nữ diễn viên ca sĩ không đồng ý trao cái ngàn vàng cho anh. Có thể cả nước này sẽ không biết về nam em nhưng tôi là người rõ nhất. Chương trình này phải nói thật và tôi cũng không cũng muốn nói thật. Nam em là một cô gái vẫn còn trinh trắng, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác, Quế Vân tiết lộ gây sốc. Quế Vân cho biết trong một chuyến đi đến Đà Nẵng, Trường Giang từng muốn có được nam em nhưng cô không đồng ý vì cô không tin tưởng người đàn ông nào trong xã hội. Sau đó thì Trường Giang bỏ đi, nam em ở lại chán nản và muốn đập phá từ từ. Người đẹp tự dưng là người chị thân thiết của Hoa Khôi thuật lại. Không chỉ lên báo phát biểu, trước đó Quế Vân cũng đã khiến cho kênh cư mạng quan tâm bằng một trạng thái úp mở về scandal của nam em. 2 năm trước cả nước không tin tôi, nghĩ tôi lợi dụng. Vậy 2 năm sau lại có người minh chứng cho tôi, quả báo đến sớm hay muộn vậy? Còn nhớ 2 năm trước, Quế Vân cũng từng dính lùm xùm tình cảm với Trường Giang khi cả hai quen biết nhau qua một game show. Lúc đó cô bị cho là giữ hơi nam diễn viên để đánh bóng tên tuổi của mình. Sau sự việc thì nam em Quế Vân khẳng định cô và là người thấu hiểu nỗi khổ của nam em ở thời điểm hiện tại hơn bất kỳ ai. Cư dân Carina được bồi thường như thế nào trong vụ cháy 13 người tử vong? Chủ hộ bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về người và tài sản. Ngày 25 tháng 3, người dân chung cư Carina Plaza vẫn vất vả tại sảnh tòa nhà đối diện, chưa thể về nhà sau vụ hỏa hoạn làm 13 người chết và hàng chục người bị thương. Cuộc sống của họ bị đảo lộn. Nhiều gia đình có xe để dưới tầng hầm, dù không bị cháy vẫn không thể lấy đi lại được. Họ mong muốn sớm được giải quyết bồi thường thiệt hại để ổn định cuộc sống. Chủ đầu tư, ban quản trị chung cư có trách nhiệm đầu tiên. Theo luật sư Ngô Quý Linh, giám đốc công ty luật sư Linh, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra xác định nguyên nhân gây ra cháy do lỗi khách quan hay chủ quan. Nếu nguyên nhân gây cháy là hành vi vi phạm pháp luật thì phải xác định được ai là người có lỗi. Người này sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại. Tuy nhiên, dù nguyên nhân cháy là lỗi chủ quan hay khách quan, thì người dân bị thiệt hại đều có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cả người và tài sản, ông Linh nói. Bởi theo quy định thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ đối với tòa nhà chung cư là bắt buộc đối với mỗi cá nhân, tổ chức.
Trong vụ hỏa hoạn này thì chủ đầu tư hoặc ban quản trị là đầu mối đứng ra mua bảo hiểm cháy nổ cho cư dân. Trong đó khi xảy ra hỏa hoạn thì trách nhiệm bồi thường đầu tiên cho cư dân chính là chủ đầu tư và ban quản trị. Sau đó hai đơn vị này sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường lại cho chính mình. Công ty bảo hiểm là bên chi trả thiệt hại mà không cần chứng minh lỗi. Sau đó công ty bảo hiểm sẽ phải tìm ra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng xác định người có lỗi để yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại lại số tiền mà công ty đã chi trả. Luật sư Linh nêu quan điểm. Ở vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này thì ông Linh cho rằng trước mắt thì chủ đầu tư và ban quản trị nên tích cực liên hệ với bên bảo hiểm để tiến hành xác định mức độ thiệt hại và chi trả càng sớm càng tốt trong phạm vi bảo hiểm để phần nào đó khắc phục được những khó khăn cho cư dân. Các tài sản là hậu quả trực tiếp từ vụ cháy bao gồm tài sản biến mất, tài sản bị tiêu hủy, bị hư hỏng một phần. Trong trường hợp này là các trang thiết bị nội thất, các vật dụng cá nhân, tiền, trang sức, thiệt hại về xe các loại, chi phí sửa chữa lại căn hộ của mình, của cư dân đều có quyền được yêu cầu bồi thường. Ngoài ra thì cư dân có quyền đòi bồi thường về sức khỏe, tinh thần, trách nhiệm cấp dưỡng nếu có thiệt hại về người, chi phí mai táng v.v. Ông Linh cho biết thêm. Cùng quan điểm thì tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị định 130/2006 của Chính phủ quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ là trách nhiệm bắt buộc đối với nhà chung cư. Mỗi chung cư đều có ban quản trị, do đó ban này sẽ đứng ra mua bảo hiểm cho các hộ dân và người dân có nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm cho ban. Khi xảy ra hỏa hoạn thì người dân sẽ được bảo hiểm chi trả trừ một số trường hợp. Loại trừ trách nhiệm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm các bên đã ký như tác nhân gây ra, con người gây ra. Cư dân được bồi thường như thế nào? Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thì trường hợp cư dân đã đóng tiền mua bảo hiểm nhưng ban quản trị không mua hoặc chưa mua thì họ có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các chủ hộ. Đối với những cá nhân chủ hộ trong chung cư mà không mua bảo hiểm thì sẽ không được bồi thường. Đây là bảo hiểm bắt buộc, do đó trách nhiệm bảo hiểm không chỉ được áp dụng đối với tài sản là căn hộ mà cả thiệt hại về người và các tài sản khác tại chung cư, luật sư Trạch nhấn mạnh. Tuy nhiên thì theo thông tư 214/2013 của Bộ Tài chính, quy định về mức phí tham gia bảo hiểm cháy nổ đối với mỗi căn hộ là khác nhau, dựa trên tỷ lệ diện tích, do đó mà việc chi trả bảo hiểm sẽ được thực hiện theo tỷ lệ mức phí mà người dân tham gia bảo hiểm đã đóng. Đối với các tài sản gắn liền với căn hộ thì mức chi trả cũng sẽ được tính theo tỷ lệ này. Trong khi đó thì luật sư Ngô Quý Linh bày tỏ e ngại việc mua bảo hiểm cháy nổ là rất quan trọng nhưng nhiều người dân lại chưa nhận ra. Trên thực tế thì tỷ lệ người mua bảo hiểm tự nguyện này là chưa có cao. Đối với những thiệt hại nằm ngoài phạm vi bảo hiểm thì người dân có thể yêu cầu người có lỗi bồi thường thiệt hại. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là thực tế và cư dân phải có nghĩa vụ chứng minh nó. Khi xác định được thiệt hại các bên có thể thương lượng, nếu không được thì yêu cầu định giá. Nhưng khó khăn lớn nhất khi yêu cầu đó là người có lỗi bồi thường chính là thiện chí và khả năng tài chính, luật sư Linh lưu ý. Chung cư Carina Playa nằm trên khu đất rộng hơn 19.000m2 ở đường Võ Văn Kiệt, quận 8. Tòa nhà bao gồm 3 lóc cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí và hơn 700 căn hộ. Hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ ngày 23 tháng 3 tại tầng hầm chung cư khiến cho 13 người chết và hơn 50 người bị thương. 13 ô tô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua, chỉ đứng sau thảm họa cháy nổ ATG làm 60 người chết. Theo điều tra ban đầu thì khi đám cháy bùng lên, các cửa cầu thang thông lên tầng đều mở tung do bị chìm gạch. Khói lửa ùn lên rất mạnh, hệ thống chữa cháy tự động lúc đó gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có, nên khi lính cứu hỏa đến nơi thì khói đã rất lớn. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nguyên nhân phát cháy tại tầng hầm không loại trừ khả năng có tác động đặt gây nổ. Trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo miễn tiền thuê nhà cho gia chủ có chú chó cứu chủ. Nghe cậu ấy bốc máy trả lời, tôi mừng như chính người thân mình thoát khỏi hoạn nạn. Trợ lý phiên dịch huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng, chủ tài khoản của Facebook Danny Nguyễn, 29 tuổi, sống tại khu chung cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa xảy ra hỏa hoạn chia sẻ trên trang cá nhân rằng chính hai người bạn bốn chân là anh Nhân đã cứu mạng cả gia đình anh. Câu chuyện này đang thu hút hàng ngàn người và rất nhiều ý kiến bình luận chúc mừng cho gia đình qua khỏi nạn và nghẹn ngào khen ngợi lòng dũng cảm của những chú chó trung thành với chủ. Ông Lê Huy Khoa, trợ lý phiên dịch cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong dịp đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam thi đấu ở Trung Quốc đã chia sẻ. Căn hộ mà vợ chồng anh Đằng thuê đang ở chung cư Carina
chính là của gia đình ông cho thuê lại. Khi nghe tin hỏa hoạn tấn công chính khu dân cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh, ông đã rất sốt ruột gọi ngay cho người thuê nhà. Nghe cậu ấy bốc máy trả lời, tôi mừng như chính người thân mình đã thoát khỏi cơn hoạn nạn. Rất may là vợ chồng cậu ấy được chú chó cứu sống, chính con chó đã vào cào cự khi có khói. Nhờ tiếng cào cự, cậu ấy đã thức dậy. Lúc đó khói đã vào kín phòng, đến mắt hoàn toàn. Rất may là nhà gần lối thoát hiểm nên cậu đưa vợ đang có bầu và chú chó ra ngoài. Cậu ấy thông thạo lối xuống vì hàng ngày vẫn đưa chú chó đi dạo bằng lối này. Lúc ấy rất đông người xô đẩy nhau thoát thân ra và tạo ra cảnh tượng kinh hoàng. Rất may là vợ chồng cậu ấy đã hồi phục và xuất viện luôn trong ngày, ông Khoa cho biết. Để chia sẻ khó khăn với vợ chồng của anh Đăng, ông Khoa quyết định không thu tiền nhà trong tháng này và cho biết nếu vợ chồng anh Đăng khó khăn thì ông sẽ tiếp tục hỗ trợ. Mọi người hãy cùng chia sẻ những khó khăn với người dân trong khu dân cư Carina. Ân nhân đời người có khi là những thứ rất nhỏ quanh ta. Hy vọng rằng mọi người ở dưới khu dân cư Carina sớm hồi phục sức khỏe và ổn định cuộc sống. Tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ nếu có thể. Được biết, số tiền thuê nhà một tháng của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Đăng tại khu chung cư Carina là 7 triệu đồng.